Bạn đang nghe nội dung từ Waka. Chương 22. Ba mình không cho khoe của. Ngay lúc này, Lê Tiếu đang đi vòng qua Hồ Minh Viễn trong trường, đeo kính râm chậm rãi đi về phía ký túc xá. Luận văn tốt nghiệp của cô vẫn đang lưu trữ trong máy vi tính của ký túc xá. Tuần sau là phải bảo vệ đề cương rồi. Tiếu Tiếu! Bên Hồ Minh Viễn có tiếng người gọi cô. Lê Tiếu thoáng ngừng chân, đẩy gọng kính râm, từ đó nhìn thấy Đường Dược Đình. Bên cạnh Đường Dược Đình còn có một bóng người quen thuộc nữa, là nhân viên pha chế ở quán bar Entertainment City, Ôn Thời. Cùng lúc ấy, Đường Dược Đình bước vội về phía Lê Tiếu, liếc mắt nhìn cô một lượt, hất cằm kiêu căng, hỏi: "Cô chủ, có phải cô quên gì không?" "Chà, đang muốn nhắc khéo với cô cái ví da Chanel đây mà." Lê Tiếu thờ ơ hướng về phía ngoài cổng trường, bĩu môi: "Ở cốp sau, tự đi lấy đi." "Cảm ơn cô chủ." Đường Dực Đình lập tức nịnh nọt khoác vai Lê Tiếu: "Nói chút chuyện đi, đêm hôm đó cậu bỏ đi với nhân vật lớn nào thế?" Vừa hay Ôn Thời cũng đi đến cạnh hai cô, nở nụ cười dịu dàng, gật đầu với Lê Tiếu. Lê Tiếu không trả lời Đường Dực Đình mà nhìn Ôn Thời, giọng nhàn nhạt: "Sao anh lại đến đại học y?" "Tôi đến hỗ trợ thầy làm việc, vừa hay gặp mặt Tiểu Đường." Ôn Thời cười nhạt trả lời. Lúc trước, Đường Dực Đình hay đến quán bar Entertainment City với Lê Tiếu nên cũng khá quen với Ôn Thời. Đường Dực Đình bất mãn khi Lê Tiếu nói sang chuyện khác, nên bóp cổ tay cô rồi nhỏ giọng: "Vừa rồi Tiểu Ôn nói với tớ, hôm đó cậu rời đi cùng với Thương Thiếu Diễn. Thật hay giả thế, là đại ma đầu của Nam Dương ấy à?" Hàng mi Lê Tiếu rũ xuống, nhìn dáng vẻ trông mong của Đường Dực Đình là biết ngay tâm hồn hóng hớt của đối phương đã thổi bung lên rồi. Lê Tiếu đẩy kính râm, lắc đầu không nói gì. Đường Dực Đình nghẹn họng, vỗ đùi trông như mất hứng: "Ôi, tớ đã bảo mà, sao cậu có thể quen biết Thương Thiếu Diễn được? Thế thì cậu..." Cô nàng còn chưa dứt câu, Lê Tiếu đã lạnh mặt bổ sung: "Anh ta không phải đại ma đầu." Đường Dực Đình lập tức ngây người. Đường Dực Đình không nói ra tiếng, chỉ để lộ hai chữ thông qua khẩu hình: "Trời ơi." Lê Tiếu ngạo nghễ nhướng mày: "Mình về ký túc xá đây, hai người trò chuyện đi." "Ấy, mình cũng đi nữa. Tiểu Ôn, anh tự chơi đi nhé." Đường Dực Đình mặc kệ Ôn Thời, tung tăng tung tẩy đi cùng Lê Tiếu về phía ký túc xá. Ôn Thời đứng yên đó, nhìn bóng lưng gầy yếu lạnh nhạt của Lê Tiếu mà nét mặt dịu dàng hiện lên một thoáng giễu cợt. Lê Tiếu với Đường Dực Đình sóng vai đến lầu ký túc xá, lại gặp bạn cùng phòng Giang Ức ngay ở dưới lầu. Giang Ức đánh giá Lê Tiếu mặc t-shirt và quần jean bằng ánh mắt thiếu thân thiện, rồi nhìn lại mình mặc áo váy của thương hiệu nổi tiếng nên nảy sinh cảm giác ưu việt. "Hôm nay cô về ở à?" Lê Tiếu liếc mắt nhìn Giang Ức qua kính râm, lạnh nhạt nói: "Không về." Thật ra Giang Ức có ý đối địch rất mãnh liệt với Lê Tiếu. Nguyên nhân chủ yếu là từ việc ý bản thân xinh đẹp, cực kỳ tự tin bản thân sẽ trở thành hoa khôi ngành, hay thậm chí là người xuất chúng nhất của đại học y. Rốt cuộc là bị Lê Tiếu cướp mất sự nổi bật này. Giang Ức nhớ rất rõ trận chiến hoa khôi ngành năm đó. 80% nam sinh trong ngành bầu chọn cho Lê Tiếu. Vì thế cô ta thua cuộc thật thảm thương. Từ đó, Giang Ức liền xem Lê Tiếu là cái đinh trong mắt, thỉnh thoảng chế giễu hay âm thầm hãm hại, cứ thế kéo dài suốt 4 năm. "Ồ, lại ra ngoài làm việc à?" Giang Ức cười lạnh. "Xinh đẹp thì sao chứ, chẳng phải là kẻ nghèo hèn phải bán thân trang trải học phí hay sao?" Lúc này Đường Dực Đình thật không nhịn nổi nữa, vừa chuẩn bị khẩu chiến một phen thì đã nghe Lê Tiếu gọi mình: "Đi thôi." Đường Dực Đình không cam lòng đi theo sau Lê Tiếu, lúc vào ký túc xá vẫn còn dậm chân. "Sắp tốt nghiệp rồi mà cậu vẫn còn nhường nhịn cô ta thế à? Cái gì gọi là ra ngoài làm việc? Cậu phải nói ra tên ba cậu để đập trên mặt cô ta chứ." Với việc lần này, Lê Tiếu chỉ cười nhạt: "Ba mình không cho khoe giàu." Thật sự không cho phép, vì năm 7 tuổi cô đã từng bị bắt cóc. Thế nên có rất ít người biết việc thiên kim của nhà họ Lê ở Nam Dương tên là Lê Tiếu. Chương 23. Mình đi tìm việc. Lê Tiếu quay về phòng ký túc xá 4 người với Đường Dực Đình, lấy máy vi tính rồi rời khỏi khuôn viên đại học.
Đường Nhật Đình theo sát Lê Tiếu ra đường cái, thấy chiếc Mercedes G-Class lại không cam lòng mà gặng hỏi. Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, cậu không tính cho Giang Ước một bài học à? Mấy năm nay cô ta đồn thổi sau lưng cậu nhiều lắm đấy. Lê Tiếu ôm laptop mỏng nhẹ trên tay, lạnh nhạt nói, không có hứng. Cô chưa từng để tâm đến chuyện cãi nhau giữa bạn cùng khóa, dù gì cũng chẳng quan trọng. Đường Nhật Đình rủa thầm lầu bầu, thà cậu nói thẳng mình lười còn hơn. Phải, Lê Tiếu rất lười. Không chỉ riêng tính tình mà cả giao tiếp ngày thường cũng thể hiện sự lơ đãng. Không phải cô cố ý muốn thế mà chỉ là gia đình chiều chuộng mà ra thôi. Trong ký ức của Đường Nhật Đình, việc chiều chuộng của người nhà đối với Lê Tiếu đúng là đạt đến trình độ người và thần đều phẫn nộ. Đường Nhật Đình từng nghe nói, trước khi Lê Tiếu 5 tuổi, khi ra ngoài không cần phải nhấc chân vì đều có anh trai bế. Muốn ăn uống gì cũng không cần phải đưa tay vì đã có các anh tranh làm hộ. Thế nên, cách giải thích thỏa đáng nhất quá trình lớn lên của Lê Tiếu chính là được cả gia đình cùng chiều chuộng. Đường Nhật Đình càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đã sống uổng phí 22 năm. Dù gì cô cũng là thiên kim nhà họ Đường, một trong năm gia tộc lớn của Nam Dương. Nhưng so sánh với Lê Tiếu, tự bản thân cảm thấy cứ như nhặt được từ trong ống cống vậy. Mới đó thôi, Lê Tiếu đã đi đến bên chiếc Mercedes, mở cốp sau lấy túi xách Chanel ra. Đường Nhật Đình cười vui vẻ ôm vào lòng, đưa mũi đến trước túi ngửi, là mùi tiền. Mình đi trước đây. Lê Tiếu đóng cốp sau, quay đầu nói với Đường Nhật Đình. Đường Nhật Đình ôm túi trừng mắt, vẻ mặt hoài nghi. Cậu đi đâu thế? Sắp tốt nghiệp rồi mà sao còn bận hôn hồi lên lớp vậy? Lê Tiếu đi về phía đầu xe, lúc mở cửa ra thì lười nhác trả lời. Mình đi tìm việc. Không phải Lê Tiếu được cử đi học ở sở nghiên cứu khoa học à? Tìm việc gì cơ? Đường Nhật Đình còn chưa tỉnh táo lại thì cô đã lái xe đi rồi. Đương nhiên, Lê Tiếu không đi tìm việc, mà lái một vòng ở ngoại ô Nam Dương, gần đến trưa mới về nhà họ Lê. Cô xách máy vi tính vào sảnh cửa chính, còn chưa đến phòng khách đã nghe tiếng tranh chấp. Ba càng nói con càng hồ đồ. Chúng ta tranh luận cả buổi trời, cuối cùng vẫn y như cũ. Ba không muốn cho Tiếu Tiếu từ hôn đúng không? Người mở miệng là anh hai Lê Ngạn. Nghe thấy thế, Lê Tiếu lập tức dừng chân, lẳng lặng dựa vào mặt tường cẩm thạch ở sảnh ra vào, đường hoàng nghe trộm. Ngay lúc này, Lê Quảng Minh đập mạnh ly trà lên bàn, nghiêm giọng nói, con thì biết gì, muốn từ hôn cũng cần ông cụ Thương đồng ý mới được, Thương Lục có tư cách gì mà làm chủ? Thế Thương Thiếu Diễn cũng không làm chủ được sao? Anh cả Lê Quân thấp giọng, không vui. Ba à, bao nhiêu năm qua ba đều không nói rõ lai lịch hôn sự này với bọn con. Chuyện cho tới giờ, Tiếu Tiếu bị Thương Lục lạnh nhạt, ba vẫn không tính nói thật sao? Anh ba Lê Thừa hít một hơi thuốc lá. Ba, hôm nay ba cũng thấy thái độ của Thương Lục rồi đấy. Con mặc kệ ba có chuyện gì khó nói, nhưng nếu ba cứ cương quyết gả Tiếu Tiếu cho Thương Lục thì... Lê Tam tiếp tục nhả khói, nói tiếp bằng chất giọng sát phạt. Con không ngại triệu tập tất cả thế lực ở vùng biên giới để tranh chấp với người nhà họ Thương đâu. Đây là thái độ của con, ba liệu mà làm. Lê Quảng Minh tự liệu mà làm. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe. Để nghe chọn nội dung cuốn sách tuyệt vời này, hãy tải ngay ứng dụng Waka trên App Store hoặc Google Play bạn nhé.